Xin chào mấy anh thân yêu của em nha, đã trở lại với kênh cửa hàng hành hợp chuyên về máy cắt cỏ hai thì hôm nay em tiếp tục lên một lô máy 20 cây là có 17 cây máy cần và ba cây máy ba lô nha, hay gọi là máy đeo lưng đó. Rồi hôm nay em lên lô chữ E nha mấy anh. Mấy anh nào mà có chút máy thì cho em chỉ cái phía dưới cái bình luận kèm số điện thoại ha, em sẽ tự liên hệ lại. Hoặc là mấy anh có thể điện cho em qua số điện thoại 0858 256 356. Rồi mấy anh muốn kết bạn với em thì cũng là cái số điện thoại đó luôn ha, kết bạn Zalo á, để khi mà mình muốn xem chi tiết cây máy đó đó thì em sẽ gửi hình cây máy cùng cái clip nổ qua Zalo cho mấy anh xem. Còn mấy anh cảm thấy rồi em like trên YouTube như vậy mấy anh coi đã chốt được thì mấy anh cứ chốt trực tiếp trên đây ha. Tại vì khi em làm máy em làm rất là kỹ nha mấy anh, đặc biệt bán hàng trên mạng như vậy chứ cũng không dám gạt khách đâu mấy anh ơi. Bên em lấy bán hàng là không có lấy cọc ha, cho nên là mấy anh cứ an tâm về vấn đề là máy móc chất lượng không ha. Tại vì tới chỗ em cho mấy anh kiểm tra hàng, cho mấy anh đổ xăng pha nhớt vô test nổ cắt cỏ đứt mình mới nhận, không đúng hàng không đúng máy có quyền không nhận ha. Mà mấy anh nhớ là phải xem máy nha, shipper không cho xem máy, mấy anh điện cho em rồi mấy anh lúc nhận máy mà máy nó có vấn đề gì á giờ không nổ mà có bể bình xăng vô quá trình vận chuyển hay không, em có đem chỉ ví dụ thôi ha, thì mấy anh điện trực tiếp cho em chứ mấy anh đừng có đơn phương không nhận hàng nha, em sẽ giải quyết hết mà không có mắng chửi cho mấy anh đâu, mấy anh cứ an tâm. Nhiều khi sợ em nhận hàng sợ cô đó nó kêu không có đâu, em điện là em sẽ xác nhận ra là lý do là tại bên khách hay là tại bên buôn tái giao hàng hay tại bên em để em khắc phục á mấy anh, khắc phục từ từ ngày mình mới tiến bộ. Rồi mấy anh ơi, mua hàng á thì bên em bán một cái máy như vậy là em đã bao phí vận chuyển tới nhà ha, là kèm 5 món luôn, là trắng cỏ, dây đeo, tiếp mở buông ly, đục giác bố với cái lưỡi phát ha. Đó, nói chung là tổng 5 món cho mấy anh luôn. Rồi bên em có gắn đầu bơm nước nha, mỗi cái đầu bơm là 100.000 là em chỉ gắn giùm khách thôi mấy anh ha, không có lấy lời luôn. Đó, bán hàng rất là uy tín với chuyên nghiệp nha, đặc biệt là được khách là tư vấn rất là nhiệt tình. Mấy anh thấy mà bán hàng mà uy tín như em nói thì mấy anh nhớ cho em một like nha, một like rồi kèm một cái nút đăng ký nha mấy anh, để khi mà mấy anh đăng ký nhiều để nó tương tác trang á thì nó sẽ nổi lên trang cá nhân của mình nhiều hơn, thì mấy anh phải săn được những cái máy ngon bộ rẻ. Thì hôm nay máy của em like là giá tầm 1.2 đến 2.1 triệu nha, và nồng nó dao động từ 30 ly cho đến là 36 ly nha mấy anh. Rồi chứ đừng lại, em sẽ test thử một cây máy cho mấy anh xem. Em sẽ like cây đầu tiên là cây Optin. Optin là dòng máy của Đức ha, sản xuất tại Nhật nha mấy anh. Rồi em sẽ bóp xăng lên, đóng lè, giật nha. Lên xong mình đóng le, giật một phát không nổ thì giật hai ba phát sau đó mở le ra thì nó giật cái nữa thì nó lên ga như em thôi, nên giật phát nổ á đó. Rồi cái Optin này là 31 ly, 22cc nha mấy anh ha, chế hai kim ha, chế hai kim chế ghim nó luôn nè, chế quanh bờ gồ nhảy nổ tiết kiệm xăng nha. Rồi hai tay cầm luôn Optin trắng cỏ ghim đầu bò ghim nha mấy anh, chỉ có 1.2 triệu thôi đó. Mà máy này đặc biệt bơm nước được luôn nha, nó rất là khỏe luôn. 1.2 triệu bao phí vận chuyển cho mấy anh luôn ha, tới chỗ nhận hàng thanh toán 1.2 triệu thêm đầu bơm hiện 1.3 triệu. Rồi E1 nha, E2 là một cây Nativo. Nativo này cũng 1.2 triệu nha, 30 ly nha. Đèn ốc nó mới chát nè, xịt nước cái tem nó bay mất tiêu. Đó, tung liền nha mấy anh. Tay ghim, tráng cỏ ghim, đầu bồ ghim đồ ha. Đó, công tắc anh bắt bên đây nha. Này có cái đế nè, cái xăng lớn mình cũng hạn chế chạm đất luôn ha. Máy hơi bị đẹp, quá trời đẹp, có 1.2 triệu thôi. Phát cỏ vườn, phát cỏ bờ đê, phát cỏ trong nhà gì đó, số lượng ít.
Đặc biệt là cái này là dành cho người lớn tuổi ha, tại vì nó cái trọng lượng nó tầm 3 kg ngoài đến 4 kg thôi, rất là nhẹ, gọn nhẹ cho nên mình phát cỏ giải trí được. Đó. E2 triệu 2. E3 le đỏ tự động rồi, cái le này nó bị sụp sọ rồi, nên em sẽ bù cái le khác cho. Đây chế zin của anh bừng luôn nha mấy anh, bình xăng lớn zin luôn đó, bình xăng lớn zin luôn ha, bu ghi đứng luôn nè, tem nhãn còn nguyên màu đỏ đẹp ha. E3 cũng 1,2 triệu luôn, 31 ly, em tắt nằm đây nha em, anh nhìn cùng tay nên đi rất là dày dặn rồi. Đây cái zin nè, trắng cỡ zin, đầu bò zin luôn, lát là kiểu Tanaka luôn, 22cc đó. À, đây gọi là Tanaka chữ A ha. Quên chế độ máy bay. Ai mà điện chắc chết luôn. Máy này chứ không ăn nó buồn quá. Nó Tanaka chữ A ha, chữ tem là còn. Ok. Ấy da. 1,2 triệu. Rồi em sang E4 là một cây G2KC nha, dòng Komatsu quá mấy anh. Đặc biệt cái máy này công tắc bên đây nha. Đó, 32 ly. Cái này em đã lên chế mới 2 kim luôn nha mấy anh ha, chế 260 cho mấy anh luôn. Tum liền nè, tum liền. Cái hành lóc dập G2KC nha luôn ha. Đầu bò ghim nha, nữa em sẽ bù trắng cỏ nha mấy anh. Cái máy này 32 ly cho nên là bơm nước được, phát cỏ được, mà đặc biệt chạy rất là bốc ha. Đó, rất là bốc. Những anh nào mà chuyên xài dòng máy này rồi là đổi dòng máy khác cũng không chịu đâu. Rồi E4 1,3 triệu. E5 là một cây Magu 20. Giới thiệu trắng. Cái này thì cái lốc nó có dập chữ Japan. Đó. Cái này chế quanh bờ gồ nha, công tắc là nằm bên đây. Quanh bờ gồ đó, chữ Nhật không nè, thấy không? Tum nhôm mà tum gờ nha mấy anh, tum nhôm tum gờ luôn. Cái này 1,3 triệu hả? 30 ly 20cc 1,3 triệu. Trắng cỏ zin luôn nè, trắng cỏ tông sẹt tông màu vàng luôn. Đầu bò zin luôn nha mấy anh ha. Em gà tôm nhôm nó về mấy anh thích đấu vậy đó, mấy anh đấu thêm. Giá máy con 1,3 triệu thôi. Rồi. Em sang E6. Là cây Mitsubishi 130 ha. Dòng máy áo sắt này nè, chạy nó càng nóng nó càng bốc nha mấy anh ha, càng nóng càng khỏe. Máy này đấu bình xịt được, bơm nước được, cắt cỏ được. Mitsubishi 132 ly. Đó, cái này em lên chế mới nha mấy anh ha, rất là nhạy nổ cho mình luôn, mấy anh an tâm. Tum gời tum nhôm luôn nè. Đó, tum gời mà tum nhôm luôn mới ghê chứ. Đầu bò ghim ha, ra giữ nha mấy anh. Nó muốn thay ga bóp, mấy anh nói em thay, nhưng mà bù lại là ga bóp Việt Nam, hay ga bóp xe đạp chứ không có ga bóp zin nha mấy anh. Ga bóp zin nó đi theo máy hết rồi. Rồi Mitsubishi 130 ha, 1,4 triệu. Rồi E7 là Kyo Grip Echo 235 32 ly nha. Cho nên nó rất là nhẹ giật luôn. Những bác nào mà ngại máy chụp giật thường thì chốt cái cây này nó trợ lực. Bình xăng ga bít tông luôn nè, chú lớn phía trước luôn nè. Đó, tôm liền nha, 235 E7 1,5 triệu ha. Echo. Rồi ga bóp công tắc là nằm trên ghi đông luôn nha, trắng cỏ zin, đầu bò zin nha. Đó,
như cái máy này dành cho những bác nào mà trên 60 tuổi đó, chị em phụ nữ sử dụng được, trai tráng sử dụng cũng được luôn ha. Rồi em qua E8 là một cây Magu 232. Giật máy lên ra bóp cho tôi coi coi. Rồi Magu Yanma 23cc 32 ly. Cái này là ga bóp của nó nè, ga bóp gin luôn đó mấy anh ha. Cái máy này mà anh thích ga bóp thì lấy cái này, 1,5 triệu đó, E8 nha, chế quanh bờ gồ luôn đó, nhẹ nổ tiết kiệm xăng ha, trong liền nha. Công tắc nằm bên đây nha mấy anh nha, màu vàng đó, cái này màu vàng ha. Cái lốc nó thì có dập chữ Japan luôn nha, mắt in Japan bên đây nè đó, đầu bò ghim nữa em, cái bù trắng cỏ sau. Rồi E8 1,5 triệu ha. Rồi E9 là một cây Sindewa. Qua Bugi đứng ha. Cái này 30 ly nha, 1,3 triệu, E9 trong liền nha mấy anh. Đó. Công tắc nằm bên đây. Công tắc này ha. Các bạn nhìn cái cụm này rất là dày dặn luôn ha. Máy này hơi bị chất lượng đó. Đó, đầu bò zin nè. Máy này gọn nhẹ nha mấy anh ha, có 1,3 triệu thôi. Chế thì chế quanh bờ gồ luôn nè. Đó, những anh nào mà thích máy xài gia đình thì lấy cái này giùm em bơm nước. Thoải mái luôn. E9 1,3 triệu ha, em sang E10. E10 là một cây Ryobi. Này là xài động cơ của Mitsubishi nha mấy anh ha. Mitsubishi đây, anh nhìn kỹ giùm em. Đây hàng xịn sò ha, nó có cái đế ở dưới nó nè. Bây giờ mình xăng lớn mình đó. Cái lốc nó thì dập mắt in Japan nè, nó nằm góc bên đây nè. Tum liền ha, tum liền Yui E 13 ly 1,4 triệu nha. Lắp pin luôn nè. Đó, trắng cỡ ghim đầu bò ghim luôn ha, 1,4 triệu cho cây E10. Cái le tự động nè mấy anh ơi, le đỏ tự động luôn đó, chế quanh bờ gồ le đỏ tự động luôn ha. Rồi em sang E11, chắc cây nó chút mau. Là 253 nha mấy anh, 253 32 ly tum nhôm tum gời, cây này 1,5 triệu ha, E11. Đó, trắng cỏ màu cam luôn nè. Tông sẹt tông với đầu bò luôn ha. Máy này đẹp lắm. Đó, sang cái piston chạy rất là bốc luôn ha. Sang xuống trực tiếp mà. Rồi E11 Echo 253 32 ly. 1,5 triệu ha. Rồi em sang E12. Là dòng Kawasaki. Cái này em đã lên chế mới rồi nha mấy anh. Đặc biệt cái máy này đấu mình xịt được nha. Chế mới chế hai kim ha. Cái này thì chạy nó đây nè, cái lốc nó cũng có dập da ban nữa nè. Chạy càng nóng nó càng bốc càng khỏe nè. Em nói dòng máy này nè đó, tung rời luôn. Kawasaki cho game 432 ly 1,5 triệu.
phải đẹp lắm. Đó, láp rồi trắng tư, trắng phiếu không? Nghe dữ luôn nè. Rồi, E12,5 triệu ha. Em sang E13 là một cây Magu Yanma dòng Mitsu T130-140 nha mấy anh. Cô ghi đứng nha. Chế mới ha. À, xã em giải thích luôn, những mấy anh suy nghĩ, nhiều khi mấy anh suy nghĩ cái chế mới nó không có, nó không có tốt bằng chế gin, nó cũng ngang nhau chứ không phải không tốt bằng. Tại vì chế gin á là lên nó lâu nổ, nó khó nổ, bắt buộc phải lên chế mới. Chứ em lên chế mới em cũng tốn tiền 100-200 ngàn, mà bù lại em đâu bán cũng đâu lên giá được đâu mấy anh. Mấy anh nào mua hoài thì biết rồi đó, em không có lên giá được ngàn nào chứ. Nhưng mà khi mà dọn máy cái nào nó ngon lành dễ nổ thì em dọn cho khách, chứ mấy anh cũng là nông dân, nhiều anh không có biết về máy á, mà không có dọn dễ nổ cũng tàn nghiệp, phải không? Rồi cái máy này công tác đặc biệt nằm phía trước nha, bu ghi đứng. Cái mẫu mã thì nó như vậy nhưng mà bù lại chạy rất là khỏe nha mấy anh. Đó, tum gời tum nhôm ha, tum là tum 260 nha. E13 1,5 triệu luôn ha, ghê dữ nè, đầu bò ghim luôn ha. Đó, rồi em sang E14. E14 là một cây Magu 260 34 ly ha. Còn cái tem luôn nè. Đó, bình sang con thì chế quanh bà gồ ha. Đây chữ rồi còn luôn nè. Làm gì bức cái đứt người ta chi vậy? Tâm liền nha. E14,6 à, 34 ly. Cái này bơm nước thoải mái luôn, ra dữ ha. Chán cỏ mới đầu bờ ghim nha. Đó, mấy anh ơi, mấy anh nào kiếm da banh thì mấy anh kiếm nha. Lóc này cũng có dập da banh dưới đây nữa nè. Đó, dưới cái lóc máy nó có dập da banh luôn. Rồi E14,6 à, E15 lòng cây TZ27cc 35 ly ha. Đó, ai bu ghi đứng nè. Rồi cái le cũng tự động luôn nè. Đó, mà cái này bấm vô hay lên ra nó sẽ tự nhảy ra vú lớn nữa nè. Tum liền nữa nè, 27cc 35 ly luôn ha. Bơm nước phải khỏe luôn. Đây ra giữ với công tắc trên ghi đông. Cắn cỏ ghi là bò ghi giùm em. Cây máy này 1,7 triệu ha. E15 1,7 triệu mua ghi đứng nha. Rồi là cây TZ dòng Kawasaki nữa nha mấy anh. Rồi em sang 16. 16 là một cây Austin 28. Tin của Đức sản xuất tại Nhật ha. Quá trời đã luôn, bugi đứng nha mấy anh ha, chạy rất là bốc luôn. Cái này dập cước là em bao phê luôn ha. Thổi lá, dập cước đó, rồi phát cỏ bằng lử, rồi bơm nước ha. Cái này em lên chế mới nha. Em lên chế mới nha mấy anh ha, và đặc biệt cái bình sơn lớn nó vỡ, em xin thay bình sơn mới thôi. Không có vấn đề gì hết ha. Còn lại zin 100%. Tum liền tum nhôm nha mấy anh. Đó, vậy mấy anh thích gì đấu đó. Cái bình sơn lớn đặc biệt không chạm đất cho nó có chân trống nè. Công tắc nằm đây nè. Đó, E16 34 ly 2 triệu. 2 triệu nha. Đầu bò ghim. Đó, để em sẽ bù trắng cỏ sau. Rồi sang E17 là một cây kêu ghim. Cái này mình
bình xăng ga bít tông nha. E kia viết Echo 343. Đó, tùm gợi tùm nhôm luôn. Cái máy E17 này 36 ly 2 triệu ha. Công tắc nằm bên đây nha, bình xăng zin luôn ha. Cái màu áo nó hơi sậm thành ra em bán 2 triệu đó nha. Đó, cái màu áo nó mà đẹp ha. Có giá này. Mấy anh nào không chú trọng bên ngoài thì chốt cái này đi mấy anh đây. Đó, mấy anh nào kiếm đồng lớn, công suất lớn thì chốt cái này giùm em. Zin hết luôn ha. E17 2 triệu. Rồi, em sang E18. E18 là một cái Cinewa S25. À, cái này là siêu mẫu chân dài ha. Mình sang trên nha. Mình ở đây mình chạy đốt cháy nhiên liệu á, cái đó ra khói thôi, ra khói vậy nó mát máy chứ không có sao nha. Mình xăng zin ha, xăng con mà xăng zin 32 ly 25cc ha. Đó, tinh nhôm luôn nè, ra giữ với công tắc trên máy ha, công tắc nằm đây nè, đó màu đỏ đó. Zin hết, cái này có 1,5 triệu à. Đó, mấy anh nào có máy cặn thì mình mua ba lô hoặc mình leo đồi lội suối gì đó thì mấy anh mua cái này. Cái này nữa em sẽ bổ sung thêm cái miếng ốp da ha, quải chứ không có đau lưng nha. Đó, cái này tại làm gấp quá đi, ăn kịp buổi chiều đó. Rồi E18 1,5 triệu. Rồi E19 là một cây Echo 253 mỏ chuột. Cái này 1,450,000 nha mấy anh. Đó, này em lên chế mới rồi ha. Mỏ chuột, cái mỏ nó nhỏ hơn, gọi là mỏ chuột thôi. Tum gợi tum nhôm nha. Tum gợi tum nhôm. Ga ga giữ. Ê, đụng ga coi Vũ. Đụng ga cho khách thấy ơi. Ga giữ nè, công tắc thì trên máy nè. Công tắc ở phía sau á mấy anh. Công tắc của cái máy á Vũ đụng cho khách thấy. Ừ, nó tắt mở đó. Rồi. Rồi bò zin ha. 1,450,000. Nhạy nổ lắm mấy anh ơi. Đó, cái đồ đeo nè, cái miếng nè, mềm xẹo luôn ha. Rồi, E19, 1,450,000. Rồi E20 là tiếp tục một cây G3K bình xăng trên nữa ha. Cái này cái khác của hẳn nha mấy anh. Cái kia mát rồi. G3K Xenon Made in Japan ha, 36 ly 2,1 triệu bình xăng trên đấy nha. Đó, bình xăng con kia, bình xăng ga bít tông nè. Cái quai đeo nè, mềm xèo luôn ha. Đó. Cái tum này tum gời, tum nhôm nha. Đó. Xenon zin nguyên bản. Em bắt cái ga trên kia đông, tay cầm trên kia đông nè. Cái cổ zin, đầu bò zin luôn nè. Rồi. 20 cái máy em đã like xong xuôi. Đó. Mấy anh thích cây nào chốt lẻ chút nhanh giùm em ha. Cái này em thấy miền Tây miền Bắc gì vô mùa quá trời luôn. Chốt đem rễ kẹp mình còn làm vườn mấy anh ơi. Vô vụ ha, sau một thời gian dài ăn Tết và nghỉ dịch, bắt đầu mình vô mình cài ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý khách.